mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết du lịch của kênh VTC14. Thưa quý vị, hiện nay áp cao lạnh lục địa đang suy yếu và di chuyển dần ra phía đông. Đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa phân tích trên. Thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Trung Trung Bộ có mưa rải rác. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía tây nam lưỡi áp cao lục địa này. Trên cao là rìa tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới, nên thời tiết Nam Bộ chiều tối mai có mưa vài nơi, ngày nắng. Trong khi các tỉnh miền Bắc liên tục được bổ sung bởi những đợt không khí lạnh khiến trời chuyển mưa và rét, các tỉnh miền Nam phổ biến nắng nóng với cường độ khá gay gắt, thì tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, thời tiết có phần dễ chịu hơn. Chính vì vậy, đây sẽ là nơi lý tưởng cho những chuyến du lịch khám phá. Thưa quý vị và các bạn, một trong những điểm đến thú vị mà quý vị có thể chọn lựa trong hành trình du lịch đến với vùng núi Tây Nguyên là tỉnh Đắk Nông. Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có tới 16 thác nước quanh năm tung bọt trắng xóa. Cùng với hệ thống thác nước, Đắk Nông còn có nhiều hồ nước nằm giữa các khu bảo tồn thiên nhiên, tạo thành những tuyến du lịch sinh thái hấp dẫn. Trong đó, đặc sắc nhất phải để kể đến hồ nước Ea Seno thuộc xã Đắk Rồ, huyện Krông Nô với diện tích là hơn 80 ha. Ngoài giá trị tài nguyên thiên nhiên, Đắk Nông còn được coi là quê hương của sử thi, của những truyền thuyết. Đắk Nông là tỉnh nằm trong vùng không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Người Mân Âu ở Đắk Nông hiện vẫn còn lưu giữ được gần 20 bài nhạc cổng chiêng cổ. Và nơi đây còn là vùng đất hội tụ nền văn hóa của nhiều dân tộc anh em với những lễ hội dân gian đặc sắc như lễ hội rượu cần, lễ hội ăn mừng lúa mới, lễ hội đâm trâu, lễ hội cưới hỏi, lễ trưởng thành. Tiếp nối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng du lịch trên đất liền và hải đảo. Tại Điện Biên, trời không mưa, trời nắng ấm ban ngày, rét về đêm, nhiệt độ thấp nhất ở mức 14 độ và cao nhất là 25 độ. Còn tại Sapa, trời không mưa, có sương mù vào sáng sớm, trời rét, nhiệt độ về đêm là 7 độ, ban ngày nhiệt độ ở vào khoảng 14 độ. Tam đảo sẽ có mưa nhỏ, đêm về sáng có sương mù khá dày đặc và trời rét, nhiệt độ duy trì ở mức 9 đến 15 độ, độ ẩm khoảng 80%. Thưa quý vị, không khí lạnh suy yếu nên nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng dần nhưng vẫn còn rét. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi. Tại Hà Giang, nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 20 độ, độ ẩm khoảng 60%. Hạ Long, nhiệt độ thấp nhất ở mức 16 độ và cao nhất là 21 độ, độ ẩm 80%. Còn tại Hải Phòng thì nhiệt độ dao động ở mức 16 đến 21 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây có mưa rải rác, có nơi mưa vừa và dông, phía Bắc trời rét. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ thấp nhất ở mức 16 độ, cao nhất 24 độ, độ ẩm khoảng 90%. Phong Nha, Kẻ Bàng nhiệt độ trong khoảng 19 đến 27 độ, độ ẩm 80%. Còn tại Huế, nhiệt độ thấp nhất ở mức 21 độ, cao nhất là 26 độ, độ ẩm 80%. Đến với Đà Nẵng, Hội An và Bà Nà, tại đây mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tại Đà Nẵng, biên độ nhiệt là từ 23 cho đến 28 độ. Hội An nhiệt độ thấp nhất ở mức 22 độ và cao nhất là 29 độ. Còn tại Bà Nà thì nhiệt độ ban đêm ở mức 15 độ, ban ngày nhiệt độ khoảng 22 độ. Thời tiết các tỉnh từ Khánh Hòa cho đến Ninh Thuận khá ổn định, thuận lợi cho du lịch. Tại Nha Trang, mưa nhỏ, nhiệt độ thấp nhất ở mức 26 độ và cao nhất là 31 độ. Còn tại Mũi Né, trời sẽ không mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng 23 cho đến 32 độ. Vũng Tàu cũng không mưa, nhiệt độ dao động ở mức 25 đến 32 độ. Đến với khu vực Pleiku, Buôn Ma Thuột và Đà Lạt, khu vực này mới thay đổi, có mưa vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Pleiku nhiệt độ thấp nhất ở mức 19 độ và cao nhất là 30 độ, độ ẩm khoảng 50%. Buôn Ma Thuột nhiệt độ từ 20 cho đến 30 độ, độ ẩm 60%. Đà Lạt nhiệt độ duy trì ở mức 14 cho đến 23 độ, độ ẩm 55%. Tại Tây Ninh, Cần Giờ và U Minh mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Cụ thể là Tây Ninh nhiệt độ thấp nhất ở mức 23 độ và cao nhất là 34 độ, độ ẩm khoảng 55%. Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ dao động từ 24 cho đến 33 độ, độ ẩm 55%. U Minh nhiệt độ ngày đêm trong khoảng 25 đến 32 độ, độ ẩm là 60%. Phú Quốc và Côn Đảo thời tiết biển chuyển tốt, chỉ có mưa vài nơi. Trên vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 biển động, nên tàu thuyền cần chú ý khi di chuyển. Vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang có gió đông bắc mạnh cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất ở Côn Đảo ở vào khoảng 26 độ, cao nhất là 30 độ. Còn tại Phú Quốc thì nhiệt độ biến đổi trong khoảng 25 đến 31 độ. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.